Chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ đưa các bác, như các bác thấy đằng sau này, hôm nay em sẽ đưa các bác đi thăm, đi khám phá cái làng nghề làm rượu Mê Cung Đá, thôn Hà Ía, ở vùng cao. Các bác có thể thấy đây là cái biển làng nghề sản xuất rượu Ngô Men Lá. Như tiết lộ thì như được biết thông tin đấy thì một chum rượu ở đây có giá trị gần 100 triệu đồng. Vậy thì để biết là cái quy trình làm ra 1 lít rượu như thế nào thì bây giờ mời các bác theo chân em nhé. Hiện tại thì sau mấy phút di chuyển bằng xe máy thì bọn em đã có mặt ở khu sản xuất rượu rồi. Sản xuất rượu Mê Cung thôn Hai Yến rồi các bạn. Ở đây thì cho các bạn tham tổng quan khu vực này. Hiện tại thì ở đây đang xây dựng một số công trình phụ nên là hơi ngổn ngang một chút. Ở phía này là cái khu nhà sàn và đây là cái khu chế xuất thì. Và ở phía bên tay phải này khu vực đóng chai rất là quy mô các bác ạ. Đây là cái phòng thay đồ. Trước khi vào sản xuất rượu thì đã cũng các cái nhân viên ở đây cũng phải thay đồ. Đây là cái khu đóng chai. Sở dĩ rượu Mê Cung thôn Hai Yến này đắt là bởi vì sao? Bởi vì rượu này sẽ được sau khi cất xong ấy sẽ được mang vào ủ trong những cái hầm hang đá. Hầm trong cái quả đồi này, kia là cái cổng chính, chỗ tôn đỏ đỏ các bạn, và phía bên này đường lên cổng thứ hai của cái hầm rượu này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong khu chế xuất để xem là người ta làm như thế nào nhá. Ok các bác, bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào phía bên trong cái khu chế xuất rượu để xem là bên trong người ta có những cái công đoạn như thế nào nhá. Đây thì khá là tối rồi đó. Ở ngay phía gian bên này thì chúng ta thấy là những cái chum rượu được sửa và chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Chum rượu rất là to. Chum là rất lung.
rất là đẹp luôn. Phía bên trong này thì phía bên trong này thì chúng ta thấy là có khu ủ men, gian này đang ủ men, chắc chắn đang ủ men rồi. Và rượu ở đây thì hoàn toàn làm bằng men lá nhé các bác nhé. Đây là cái cục men lá này, thì với rất là nhiều như em tìm hiểu ấy, thì men lá sẽ được làm từ hơn 30 thảo dược từ trên rừng, toàn là những cây thuốc thảo dược và kết hợp với bột gạo sau một quá trình thì tạo ra được cái men như thế này. Ok, gian bên này là gian ủ đúng không anh? À vâng, đây là vâng. Cái nền như này là để mình phơi cái hạt ngô sau khi đã ấy đúng không anh? Vâng, đây là ở khu vực ủ men các bác ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này. Thì bên trong này thì sẽ đi ra quá trình chưng cất rượu. Chưng cất rượu để có được những cái lít rượu này rất là quy mô. Có hơn 9 cái lò chưng cất rượu. À vâng. Như quản lý ở đây anh chia sẻ thì phía bên nhà sàn có 13, tất cả là 13 cái chỗ để chưng cất này. Hoàn toàn là đun bằng nước củi nhé các bác nhé, không có sử dụng điện hay gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ tiến lên cái phía khu vực hang ủ rượu. Ở đây là có 3 hang anh, ở đây em thấy một cửa đây. À thế à? Vâng. À vâng. Ok. Vâng. Cảm ơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái khu vực lấy nước. Có cái mở lấy nước đúng không? Giờ mình sẽ xem là có được vào cái khu lấy nước để sản xuất rượu. Tất cả những cái sản phẩm, những cái lít rượu ở đây ấy, thì đều sử dụng cái nguồn nước rất là tinh khiết, nước rất là sạch ở trên núi. Bây giờ mình sẽ đi vào xem là nguồn nước ở đây rất là trong. Đây là cái nguồn nước để lấy làm rượu các bác. Đây thì khá là tối nên em sẽ bật flash lên cho các bác thấy. Nguồn nước ở trong hầm trong núi này thì rất là trong và tất nhiên rồi, rất là mát. Cái sản rượu này thì hoàn toàn sử dụng nước ở trong nước ngầm ở trong cái quả đồi này các bác nhé. Đây, nước rất là trong. Và bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển đến cái khu vực hầm rượu ở trong cái quả đồi này. Các bác tiếp tục theo chân em nhé. Rất là nhiều chum bằng đất nung, rất là đẹp như thế này. Được chuẩn bị sẵn ở đây. Đây là khu vực phía sau mà chúng ta thấy là khu vực phía sau nơi sản xuất ra những cái lít rượu rất là chất lượng. Vẫn như thông tin ban đầu em được chia sẻ thì ở đây một cái chum rượu khoảng là dưới 100 triệu, 70 triệu gì đấy. Ở đây là khu vực em chị. Chứ đây là bây giờ mình đang lên men đúng không? Đây là đang trộn men, men lá làm ở đây rượu là hoàn toàn là men lá gì nhỉ? Chị có biết là cái men lá thì được làm từ bao nhiêu loại cây thuốc không ạ? Hơn chục loại. Hơn chục loại. Toàn là những cái cây thuốc thảo dược lấy trên rừng đúng không chị? Vâng. Kèm với cả có phải cái thay trắng như này là bột gạo đúng không? Vâng. Đấy. Gạo nếp với lại tệ nấm đậu. À vâng. Với cái sản phẩm rượu ngô thì trong quá trình của men thì cũng thấy là cũng phải rắc cái men lá với hơn 10 thảo dược như chị chia sẻ. Còn nếu mà đầy đủ chắc cũng phải hơn 30-40 loại chị nhỉ? Vâng. Và sau khi cái hạt ngô được luộc trương lên như thế này thì chúng ta có được cái sản phẩm ngô như thế này. Sau đây chúng ta rắc men lên. Và mình ủ trong bao lâu hả chị? Ủ 2 tối. 2 tối. Nó thơm, nó có mùi ngọt rồi thì bắt đầu cho vào chum. À
Thế là mình sẽ ủ ở nền như thế này 2 tối, khi mà có bốc mùi thơm, có vị mùi thơm rồi thì bắt đầu mình cho vào những cái chum như này đúng không chị? Vâng, cho vào chum là đây. Ủ thêm 20 ngày nữa mới mỗi một cái chum như thế này là như chị chia sẻ là lại phải ủ thêm 20 ngày, khoảng 3 tuần. 3 tuần thì sau đấy là chúng ta mới mang ra cất rượu chị nhỉ? Và đây, cho con bác đi vào tham quan lại phía trong này. Rất là nhiều cái gian để ủ men. Đấy là cái quy trình ủ men, cái công đoạn thứ nhất của công đoạn ủ men thì là 2 tối thôi. Sau đấy là có bắt đầu có vị thơm rồi thì chúng ta bắt đầu cho vào cái chum. Đây rất là quy mô các bạn, xưởng rượu này rất là nổi tiếng rồi. Ok, bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ đi vào chính thức, đi vào hang. Rồi em cảm ơn nhé chị nhé, chào chị. Ở khu vực này thì có 2 đường để đi vào hang các bạn. Đây là khu đường đi vào hang bên này. Bây giờ thì em sẽ đưa các bác đến nơi với hang đầu tiên bên này, xem mà bên trong người ta ủ rượu như thế nào. Ở trong hang thì theo được biết thì là những cái chum rượu đã được cất rồi nhá, đã được chưng cất thành rượu rồi, có thể uống rồi thì mới ủ trên này. Không biết là người ta ủ trong hang này bao lâu nhỉ em nhỉ? 3 năm. À, như vậy là mỗi một chum rượu trên này là được ủ ở trong hang này 3 năm các bạn ạ. 3 năm cho một chum rượu. Lý giải tại sao mà một chum rượu nó lại đắt như thế này. Giờ thì chúng ta di chuyển đến phía cửa hàng các bác. Ở đây thì nhà quản lý người ta đã xây dựng những cái cánh cửa rất là kiên cố để phòng trộm, bởi vì rượu rất là đắt. Lần đầu tiên em đến một nơi mà rượu được chưng cất ở trong lòng đất như thế này. Đây thì phong cảnh khá là tuyệt vời, che trúc đầy đủ. Ở đây người ta mắc nhiều dây điện đấy em nhỉ? Mắc cả camera. Đúng rồi các bạn ạ. Trước cửa hàng thì chúng ta đã thấy rất là nhiều chum rượu trong cái hang rượu này các bạn. Và ở đây thì người ta có gắn camera rất là đầy đủ để phòng trộm cắp. Chắc hẳn là bây giờ các bác đã thắc mắc rồi là vì sao rượu lại được ủ ở trong hang như thế này. Các bác biết trong hang đá thì rất là mát, vậy thì nó sẽ làm cho rượu của mình rất là mát. Đây là chung không rồi đúng không? Vâng. Giờ mình sẽ di chuyển vào phía trong này. Đây thì hệ thống đèn điện rất là sáng. Wow, rất là nhiều chum rượu ở đây các bạn. Wow, thế mình thông sang bên kia luôn đúng không? Vâng. Wow. Đây các bạn. Đây là toàn bộ sơ đồ của cái hầm rượu này. Rất là, phải nói là rất là quy mô. Là chúng ta sẽ tiến sâu hơn. Ở phía hai bên là lề đường này thì là những cái chum mà người ta để sẵn ở đây thôi. Chứ hai cái lề đường này chum chưa có rượu. Là tiếp tục tiến sâu hơn nữa để vào xem là những cái chum rượu được đặt ở đây như thế nào. Rượu để trong hang này 3 năm các bác nhé. Một cái chum rượu 3 năm như thế này thì mới có thể xuất ra ngoài thị trường. Và hầu như là rượu này chỉ bán cho các nhà hàng tầm trung thôi, tầm trung trở lên thôi. Chứ còn bình thường thì cũng ít có nhà hàng người ta đầu tư được một cái chum rượu như thế, rất là đắt. Trung bình một cái chum như thế này là khoảng 200 lít các bác. 200 lít rượu một cái chum cỡ lớn như này. Thì một chum 1 lít rơi vào khoảng 300, 400 đến 500 gì đó, theo cái thông tin mà em được biết. Tóm lại là cũng tùy, cũng có nhiều loại rượu khác nhau. Nhưng mà cứ trung bình một chum cỡ lớn thì nó rơi khoảng 70 triệu nhỉ, xính nhỉ? Vâng. Đây. Đây chắc là cái khu vực mà có rượu đây rồi. Khá là mỏi. Ở đây thì cái hang khá là nhỏ nên là đi sẽ phải thật là tập trung. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái khu vực này thì họ để rất là nhiều chum rượu ở đây.
Tiếp tục chúng ta di chuyển sang phía trong kia này. Rất là tuyệt vời. Khi vào cửa hàng thì em đã ngửi thấy mùi rượu rồi các bạn. Rất là thơm. Thơm, phải nói là thơm của rượu ngô men lá thì rất là tuyệt vời. Mùi thảo dược rất là tuyệt vời. Thơm thật. Thật sự rất là thơm. Nếu mà được thưởng thức một vài ly rượu ở đây thì đây này các bạn, khu này có rượu rồi đây. Rất là nhiều chùm rượu này. Đây nữa. Đây, đây chắc chắn là cái khu vực mà đặc biệt nhất của cái hàng thần rượu này rồi. Những cái chùm rượu được bọc bằng vải đỏ rất là tín, rất là hoàn thiện như thế này. Thật sự rất là thơm các bạn. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ ngửi được cái mùi thơm của rượu tỏa ra khắp hàng này luôn. Cái chum này thì được cất từ 19 tháng 10 2018, tức nghĩa là phải đến 2021 thì cái chum rượu 110 lít này mới được xuất ra thị trường, đúng không? Đây, như thông tin ở đây ghi thì chắc là cái chum rượu này ở nồng độ là 31 độ nhỉ? Đúng rồi, đây có tất cả các thông số đây các bạn. Đây, đây là toàn cảnh của cái hàng rượu này. Đây, rất là nhiều cái chum rượu đã được bịt rất là kín ở đây rồi. Để ủ rồi. Nghĩa 3 năm nữa thì thị trường sẽ có những cái chum rượu rất là tuyệt vời. Đây, camera nó lắp rất là đầy đủ đây, khá là nhiều. Cửa hàng bên kia là ở đâu nhỉ? Cửa hàng bên kia là bên kia là một hầm riêng đúng không? Vâng. Rồi thế thì hôm nay mình cửa hàng bên kia cũng như bên này thôi đúng không? Vâng. Thì mình chỉ khám phá một cái hầm như này thôi. Ở đây thì cái chum này là 17 tháng 11 2018, 50 lít, cái chum cỡ nhỏ nhỉ các bạn. Chum cỡ nhỏ này là 50 lít, 50 mà nhân với khoảng 400 thì nó sẽ là 20 triệu. Chung rượu này có nồng độ là cồn là 35 độ, 35 độ. Đó. Rất là thơm. Phải nói là chỉ đứng ở đây thì chỉ có một cái mùi thơm của rượu được tỏa ra ở trong cái hàng này thôi các bác ạ. Cái hàng đá mà để chứa cất rượu như thế, để ủ rượu như thế này thì sản phẩm rượu sau 3 năm thì các bác biết tuyệt vời như thế nào rồi. Có lẽ là em mà nói hơi nhiều, nhưng mà trong suốt cả hành trình đi khám phá cái hầm rượu này thì muốn cho các bác biết được ở vùng cao có một cái hầm rượu nổi tiếng, đó là hầm rượu Men Lá thôn Hai Yến, rất là tuyệt vời. Đây, các bác có thể thấy. Ok các bác, bây giờ thì bọn em trở về, trở ra cái phía cửa hàng, kết thúc chuyến hành trình khám phá thăm cái hầm ủ rượu Men Lá ở vùng cao. Các bác có câu hỏi gì muốn hỏi thì các bác cứ đặt ở phía dưới bình luận video này nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh, bấm vào chuông để ủng hộ em và không bỏ lỡ những cái video clip tiếp theo của em. Sẽ là những cái món ăn vùng cao độc đáo, sẽ là những cái chuyến trải nghiệm, chuyến khám phá của em để cho các bác có một cách nhìn khác hơn về vùng cao, những cái nét đặc sắc, những cái nét văn hóa của người dân vùng cao. Và thì phải trở ra phía ngoài cửa hàng thôi. Ở khu vực này thì có hai hầm, hai hang rượu, nhưng mà hôm nay thì bên hai bên kia thì cũng chỉ ủ rượu như hang bên này thôi, thì em chỉ giới thiệu cho các bác như vậy thôi. Nếu một lần các bác đặt chân lên với Hà Giang, đến với Mèo Vạc thì có thể ghé qua đây và xin phép và quản lý người ta cho vào đây là thăm, có thể là bỏ tiền ra mua vài chung rượu đó, mình nghĩ là được thôi. Đó, rất là ngoan ngoèo. Đây, phía cửa hàng đây rồi. Sự là mình mà ngủ trong này chắc là cũng say rượu luôn đấy. Rất là thơm. Ok các bạn, phía cửa hàng này rồi. Đó.
bây giờ em phải kết thúc cái chuyến hành trình khám phá này ở đây thôi. Okay, chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hy vọng là video của em đã cung cấp cho các bác kiến thức để cũng như là cái quy trình để có một là lít rượu ngô men lá đạt chuẩn ở cái làng sản xuất rượu đây như thế nào rồi. Chào các bác.